Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, nông trại rồng luôn. À, đây là cái thành phố rồng vui vẻ của mình. Đây, và chúng ta hiện tại đang có một cái event khá là ngon cơm luôn đây các bạn. Wow, đụng trúng cái gì rồi? À, đụng hai con rồng yêu nhau. Nhưng mà chúng ta đang hết chỗ. Chúng ta đang hết chỗ ở. Ok, giờ để HNT đi xem sao. Wow, con rồng này khá là đẹp nè. Con rồng đang thui thùi lùi này, bây giờ hết chỗ ở cho nó rồi, chúng ta phải đi kiếm xây nhà cho nó ở mới được. À, nó ở hệ nước hả ta? Nó hệ nước là cần phải có cái ngôi nhà ướt. Wow, ngôi nhà tốn một mét mấy luôn ấy. Rất là tốn kém nha các bạn. Đây, mình sẽ xây cái ngôi nhà này ra. Con rồng này thì nó chỉ là cấp cấp gì ta? Nó dường như nó chỉ là cấp C thôi, ở cấp R. Chỉ có điều là HNT chưa có nó thôi các bạn. Rồi mình đoán là chắc là có nhiều anh em đã có con rồng này rồi. Đây. Ở sao nó chưa xây cái nhà đã xong mới có mấy giây thôi mà. À, xong rồi nè. Rồi, thì chúng ta sẽ cho cái con rồng đang thui thùi lùi này vô đây ở. Nó là rồng bùn lầy, nhìn nó y như cái con sình luôn ấy. Wow, được cộng thêm 98 luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nó ăn nha các bạn. Rồi, đầu tiên là vuốt ve chú ấy. Wow, nó bị khi mà vuốt ve nó bị tan ra giống như là dũng nước vậy. Nhìn rất là đã luôn đấy. À, bây giờ mình sẽ cho nó lên level nha mọi người. Bùm, ồ cha cha, khi lên level 4 thì chú ấy sử dụng cái tay quơ xuống đất một cái, nó tạo thành một cái vệt sình lầy. Tiếp theo là cho nó lên nữa nào. Wow, bây giờ thì chú ấy bự khổng lồ rồi. Chú ấy phun ra một cái lượng giống như nhớt vậy, dầu nhớt. Ghê quá các bạn ơi, và các bạn muốn mình đặt tên gì cho cái con rồng này hãy comment bên dưới nha. HNT sẽ kiếm một cái tên thật là hay để đặt cho nó. Tạm thời chúng ta sẽ đặt nó là rồng dầu nhớt hay rồng sình lầy các bạn. Rồng lầy lội đi, ok. Cho nó đặt tên nó là rồng lầy lội. Lầy rồi mà còn lội nữa. Ở này lỗi rồi, rồng lầy lỗi không được, rồng lầy lội mới được. Dấu này dấu nặng mới được. Lội, ok, cho nó lội ruộng luôn. Và bây giờ mình sẽ ôm cái con rồng lầy lội này đi chiến đấu cho các bạn xem cho vui nha. Đầu tiên là chúng ta phải đi chỉnh sửa đội hình tem mình mới được. Đây, mình vác những cái con rất là khủng của mình đi chiến rồi, bây giờ chúng ta phải thay đổi. Wow, và đây là cái con rồng lầy lội của mình. Ok, chọn nó và mình nghĩ là mình sẽ để cho cái con rồng bốn đầu này đi cho nó luyện chiêu các bạn. Cho nó luyện lên 3 sao vàng luôn. Action, cuộc chiến bắt đầu. Và như các bạn đang thấy thì chúng ta đang có chiến đấu với một con cấp L, một con cấp E, con này chừng cấp R thì phải. Đây, cho con rồng bốn đầu ra quánh cho vui. Wow, đây là chú rồng bốn đầu của mình. Bây giờ chúng ta sẽ xài cái chiêu gì đây? Đây, chiêu mạnh nhất của rồng bốn đầu xem nào. Mày hả bưởi? Wow, 11.116 giọt máu các bạn à. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho cái con rồng lầy lội của mình. Đó, cho nó lội sình riết rồi nó lội lầy luôn. Sử dụng tuyệt chiêu nước nào. Ok, ok, 5.000 đam, quá tuyệt vời. Tiếp theo là tên bạn cho ra con rồng ăn cá. Ồ, nó lấy một cái cục gì ra đấy các bạn. Mình thấy rõ ràng luôn là một cái cục giống như là cục nham thạch hay cục ngọc gì đấy. Nó dơ lên trời một cái là nguyên một cái đám lửa xuất hiện và làm banh sát con rồng của mình. Ê, bây giờ chúng ta sử dụng tuyệt chiêu đất xem nào. Ồ, 17.000 luôn. Wow, rồng bốn đầu chúng ta quá mạnh rồi. Đây là con rồng cấp L. Con rồng này mình chưa có mà mình không biết sao nhiều bạn có con này lắm đó nha. Đây, rồng bốn đầu chúng ta ổi một cái nào. Ồ, rồng bốn đầu chúng ta lên được chữ A rồi.
chữ A cộng là chúng ta lên được 3 sao vàng các bạn. Chơi cái chiêu mặt trời đi nào, tấn công chú rồng bốn đầu. Wow, 10.000, ok. Chấm dứt ngay rồi, con rồng tem bạn rồi, victory. Ô mình quên chỉnh chế độ nhân 2, quýnh cho nó hấp dẫn. Mình để chế độ bình thường là nó quýnh chưa có đã cho lắm. Tiếp theo đấu với cậu nào đây? Oh my god, cái cậu này chỉ có một con một, mà cậu này dường như là người Việt Nam nè, mít in Việt Nam luôn ấy. Gió, đặt tên là Gió một, ok, người Việt Nam nè, quất luôn. Một cơn nước đưa vừa được tạo ra. Ô, 2241 giọt các bạn à. Wow, nó đẩy mình một phát một luôn á, dường như con này rất là mạnh đấy. Tiếp theo là rồng bốn đầu đi, cho con rồng bốn đầu ra xử đi. Con này level 26 cho nên nó khá là mạnh. Ok, quá tuyệt vời. Tiếp theo là một trận thắng này nó dễ quá dễ luôn, vì không biết cậu này sao để thủ chỉ có một con thôi. Tiếp theo đó là chơi cậu level 50 luôn nè. Wow, trận này thì chúng ta có một siêu trâu. Siêu trâu level 28 chứ không phải dạng vừa đâu. Cho rồng bốn đầu ra chơi với siêu trâu luôn. Tài chiêu mạnh nhất của rồng bốn đầu, Sitin. Tốc độ mình cho nó nhân 2 cho nó hấp dẫn. Wow, siêu trâu nó thể hiện bản lĩnh của nơi mình mất hết 10.000 máu luôn. Một cơn lốc xoáy được tạo ra. Ây da da, trời ơi, nó phản công lẹ quá các bạn ơi. Không ổn rồi đại dương ơi. Thôi kệ, chơi khô máu luôn chứ sao bây giờ. À, mình nghĩ là cho cái con này ra đi. Con này ra nó quýnh phát một coi đam tem bạn được bao nhiêu. 2.800, à, nó còn được 9.400. Wow, trời ơi, nó đập mình một phát một. 18.000 ghê quá. 9.000 mấy, mình nghĩ rồng bốn đầu mình có thể quýnh được con trâu. Mày hả bởi, 11.000 quá tuyệt vời. Ôi ôi con cáo, đây là rồng cáo hay rồng sói à. Nhìn nó y như con cáo luôn ấy các bạn. Đây chúng ta sử dụng cái chiêu gì quýnh nó đây. Ở mình nghĩ đó là cái con này chịu sẽ không nổi đâu, phải cho con công ra thôi. Con công rồi quýnh cái chiêu gì mà nó bèo bèo ấy. Chứ quýnh mạnh quá là con này nó chết. Trời ơi, cái chiêu bèo nhất của cái con vô kinh công luôn ấy, mà nó quýnh một phát một là cái con kia nó lên đường nó ở luôn. Không thể tin được. Và tiếp theo là tới cái con rồng bốn đầu nữa. Ôi, rồng bốn đầu này mình khều nhẹ cái mình nghĩ chắc. Người ta bốn đầu rồng còn nó là bốn đầu rắn các bạn à. Ô, không thể tin được nó vẫn còn sống kìa. Quá tuyệt vời. Đây, chú rồng chúng ta còn có 1.414 giọt máu thôi, vẫn hạ được con rồng của tem bạn. Độ lầy lội quá cao luôn. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đi quậy cái advent mới nào. Đâu rồi cái advent của mình, đâu mất tiêu rồi. Để thu vạch ít vàng cái ra. 1, 2, 3, ok. Ở mình đi hai like, kiếm hai con gì like với nhau vậy, để cho ra rồng mới để mình có rồng mình làm video anh em xem. Giờ chúng ta sẽ cho hai con nó yêu nhau đi. Con này level 25 là kiếm con nào yêu với nó đi cho vui. Con gì yêu với con này đâu. Đây cho con này đi level 17 nè. Hai con này nó yêu nhau. Một con ăn cỏ còn một con ăn cái gì chả biết nữa. Xem nào. Bây giờ đi mua ít thức ăn nha các bạn. Thời buổi kinh tế khó khăn quá. Thức ăn cũng khó nữa. Hai em này yêu nhau ra em gì đây? Thôi ơi, cái em này mình có rồi. Sao nó yêu nhau mà nó cho nó sinh ra những cái con mình có rồi không thế nhỉ? À, đây là cái advent luôn. Advent bây giờ đi đường nào đây? Ok, để mình suy nghĩ xíu đã. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ đi quậy xem nào. Đây, lết qua. Lết lên.
Mình đang đi kiếm mảnh của con rồng cấp L các bạn à. Đây rồi, nó đây rồi. Lâm hàng một mảnh, quá tuyệt vời. Tiếp theo là chúng ta sẽ quậy ở đâu đây? Và như là mình còn có 200 máy à, không đủ rồi. Không đủ để quậy rồi các bạn ơi. Ok, chúng ta phải đi kiếm thêm mới được. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel hãy đăng ký và mở thông báo kênh lên nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Wow, gần tới cuộc đua Heroic rồi ha. Đây có thông báo này các bạn. Wow, và các con rồng mới khá là đẹp trai luôn. Quá tuyệt vời. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.